Và đồng thời cách đây khoảng một tháng mấy, Thụ có nói Cộng sản nó dở cái chiêu cái video cuối cùng. Thì ngày đó là ngày tàn. Đúng vậy. Hôm nay là ngày tàn của Cộng sản, của chế độ vô thần. Là vì kiêu binh đã nắm hết chính quyền nước Việt. Thì đó là một triệu chứng của một thời đại sắp thay đổi. Kiêu binh là gì không biết không? Hồi xưa thời vua Lê Chúa Trịnh á, thì lúc mà loạn lạc á, thì quân mấy quân sĩ á, rồi cứ đi bắt người, bắt cả quan, bắt cả dương gia, bắt cả hoàng hậu luôn, rồi bắt dân hết, tức là rồi kêu binh, tức là khi có quyền lực nhiều quá thì họ nắm hết chức quyền, họ không có màng ông vua Lê, đó là Lê Chiêu Thống, họ cũng không có màng Chúa Trịnh thời đó nữa, là kêu binh là nắm hết quyền lực, họ có quyền bắt vua và bắt chúa luôn. Thì hôm nay nước Việt cũng là trở về cái thời đó, đó là thường tất cả những quốc gia mà khi vào lâm cảnh này thì gọi là một cái triều đại sắp thay đổi. Và cộng lại bao nhiêu hiện tượng sắp xảy ra, dân miền Bắc sẽ tràn vào miền Nam, nhất là vào vùng miền Tây núi Cấm, để mà họ tìm cuộc sống khi có chiến tranh loạn lạc xảy ra. Tôi biết nhiều và nhiều lắm, nhưng mà nói nhiều á thì